là đợt tấn công đầu tiên của trận đấu này sẽ thuộc về phía đội chủ nhà. Vẫn cháy như thường. Một hiệp đấu đang diễn ra với ít điểm được ghi. Đó là một cú rổ mạnh mẽ đến từ William. Mikan Pris, người đang có được điểm số nhiều nhất cho đội khách ở trận đấu này, và lại một kiến tạo nữa của Mikan Pris. Thayton. Góc không độ, ném 3 và 3 điểm cháy nữa lại đến với Boston. Finney Smith. Lại by 3 và 3 điểm được mang về bởi số 28. Nick Claxton đã không vượt qua được Jalen Brown, và đây là Jason Tatum. Quá ác liệt. Chưa có cú ném. Đây mới là pha xử lý. 3 điểm tính dành cho Brooklyn Nets. Ném xa. 3 điểm tính dành cho các cầu thủ Brooklyn Nets. Cú ném chính xác. Một tác step back và cú ném vào thành công trước mặt của Al Horford. Bây giờ thì đến lượt cao thủ Boston Celtics. Al Horford đã chủ động dạt ra và cuối cùng thì anh cũng có quả ném vào thành công đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tatum vòng ngoài, đường chuyền ra quá hay của Tatum, nhưng ghi điểm được không? 3 điểm đây rồi, 3 điểm tính, quá hay. 8 điểm cách biệt, bóng kích ra Ryan kích nhưng chưa ném. Rizzo Neal trả lại, đây mới là cú ném đích thực ở wide open. Câu trả lời đưa mọi thứ về con số 0. Và hai đội đã chơi bóng rồi, cũng không bị phạm lỗi 24 giây. Trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng cách biệt 10 điểm của lội ngược dòng thành công của Brooklyn Nets. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.